À, bên tay phải mình có đường Đinh Lễ, con đường ngắn nhất Sài Gòn, và chỉ có một địa chỉ là cái nhà lồng chợ Xóm Chiếu thôi. Nơi đây có cái bùn nước rất là lớn, thánh từ cổng đi vô cái chợ Cầu Cống. Hình như là nhà Tuấn Nguyễn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là bến Vân Đồn. Bên tay phải, bên tay trái chúng ta là ngày xưa đó là cái dòng kênh tàu hũ, mà ngày nay thì đã được nạo vét và làm những cái bờ kè rất là sạch sẽ ha. Bên tay phải chúng ta đó là cái bệnh viện quận 4, bệnh viện quận 4, và ngay đây chúng ta có cái cầu Camet. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn đi một vòng cung đường Trịnh Minh Thế ngày xưa và là đường Nguyễn Tất Thành ngày nay. Rồi chúng ta sẽ vòng vô với con đường mà gắn liền với tuổi thơ cũng như đó có căn nhà xưa của các anh chị và các bạn, đó là con đường Tôn Đản. Nhân đây thì em cũng xin gửi đến các anh chị đã nhiệt tình comment chia sẻ những cái địa điểm. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi một vòng cái khu vực này nha. Cái comment này cũng yêu cầu em cũng rất là lâu rồi, nhưng mà do không có tiện đường nên hôm nay em tiện đường thì sẵn em chia sẻ với các anh chị và các bạn, chúng ta cùng dòm ngó lại cái khung cảnh của ngày xưa, rồi cập nhật một số hình ảnh của ngày nay. Thì đối diện trước mặt chúng ta đó là cái cầu móng năm xưa bắc qua quận nhất. Ngày xưa đó có cái chợ Cầu Móng, nhưng mà bây giờ thì không còn cái chợ ha. Cái cầu này chỉ là cái dấu tích của lịch sử đó. Ở đây chúng ta có đường Nguyễn Trường Tộ. Chúng ta sẽ quẹo phải và đi đến đường Hoàng Diệu. Đó, sau lưng chúng ta đó là cầu Móng. Cái cầu này thì không có xe, không có dành cho xe chạy, thành thử nên cái cầu không có dốc, chỉ có những cái bậc thang. Bây giờ quận 4 rất là phát triển ha, hàng quán rồi đường xá rất là sạch sẽ. Rất là khác so với những thập niên 90, thập niên 20, 2000. Những năm 2000 ở đây cũng còn rất là lụp xụp. Trước mặt chúng ta đó là chợ Xóm Chiếu. Mình sẽ đi thẳng qua bên kia luôn ha, để các anh chị bạn cùng nhìn lại một phần nào của ngôi chợ này. Ngôi chợ này buổi tối bán rất là nhiều đồ ăn, rồi hải sản. Bên tay phải mình có đường Đinh Lễ, con đường ngắn nhất Sài Gòn, và chỉ có một địa chỉ là cái nhà lồng chợ Xóm Chiếu thôi. Ngôi chợ này cũng rất là lâu rồi, có từ rất xưa.
nhiều khu này bán cá, gà, vịt nhiều lắm. Nên bây giờ tại trưa nắng nên người ta dẹp chợ, người ta nghỉ bớt rồi. Đó, trước mặt chúng ta đó là cái đường Trịnh Minh Thế ngày xưa. Nơi đây có cái bồn nước rất là lớn. Những cái bồn nước này ngày xưa xây rất là công phu. Bây giờ hình như là đến bây giờ nhưng mà vẫn rất là khó xây đối với những cái công trình hiện nay. Còn như bây giờ người ta xây hình vuông không à. Ở dưới quê thì có những cái bồn nước nhưng mà xây hình vuông chứ không có hình trụ vòm như thế. Con đường Trịnh Minh Thế này thì hôm bữa em có review, có đi một vòng cho các anh chị bạn xem rồi đó. Hôm nay mình cùng đi lại một đoạn ha. Phía trước chúng ta đó là có dãy nhà Đồng Kiến Trúc, cũng là con đường Tôn Đản ngay khu vực đó. Tới đó chúng ta sẽ quẹo phải. Sẽ quẹo phải đường Tôn Đản nha, đi thẳng thì mình đi đến cầu Tân Thuận. Bên tay phải chúng ta đó là số chẵn và là đầu đường Tôn Đản luôn. Bên tay trái là số lẻ. Rồi 1357, bên tay phải là 246. Ở đây có cái trường Xóm Chiếu nè, trường tiểu học Xóm Chiếu. Con đường này thì cũng rất là dài, thành thử nếu mà đi bộ thì phải những ngày chủ nhật rảnh rỗi thì không thả mới đi bộ, còn những ngày trong tuần thì ta cùng đi xe máy nha. Phía trước ta bên tay trái đó là cái Thánh Trần Hưng Đạo, thánh từ cổng đi vô cái chợ Cầu Cống. Và tới 60 rồi, 60 Tôn Đản, 70 Tôn Đản. Mình vừa đi qua cái đình nhỏ nhỏ. Ở quận Tư thì chùm những cái món ăn ăn vặt, ăn món ăn đường phố. Nên nếu mà các anh chị bạn có đi về Sài Gòn thì chúng ta đi một vòng quận Tư, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái hàng quán cũng như như những cái dịch vụ ở đây. Bên đây phải chúng ta đã tới cái số 128. Rồi chúng ta đi tí xíu nữa. Đây có bán há cảo 25.000. Rồi chúng ta tới đây là số 150. Bên tay phải chúng ta đó là số 150. Rồi tới 164, 170, 172, 174. Giống như là một cái hẻm vậy á. Và đây là 176. Rồi chúng ta sẽ quay lại đứng bên đường nhìn qua cho rõ ha. Tại đứng đây bên tay trái thì tay trái thì chúng ta nhìn không có rõ.
174, 176. Hình như là nhà Tuấn Nguyễn. Không biết có phải nhà này nhà của các anh chị không ha. Nếu phải các anh chị cho em xin cái comment nha. Kế bên thì có con hẻm nhỏ nhỏ, chắc có lẽ là số 172. Rồi một số hình ảnh ở đường Tôn Đản và căn nhà xưa gửi đến các anh chị và các bạn. Cái nhà này có lẽ mới xây nên chúng ta thấy những cái hoa văn cũng như gạch đá rất là đẹp. Rồi thôi chúng ta tiếp tục nha. Đây, mình đi một đoạn nữa để gửi các anh chị và các bạn ta cùng nhìn lại cái cung đường này. Coi cung đường này có gì đặc biệt mới không ha. Sẵn đây chúng ta cập nhật một vài hình ảnh. Ở đây thuộc phường 14 của phường 15 quận 4. Bên tay phải chúng ta có cái đường Vĩnh Hội. Bữa nay Sài Gòn rất là nắng, không có mưa. Thử chúng ta thấy những hình ảnh này rất là rõ và sáng. Phía trước chúng ta đó là cái nhà kho của ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì không biết để làm gì nữa. Chúng ta lại nhìn thử xem ha. Phía trước là chợ 200 đường Tôn Thất Thuyết. Chắc tạm dừng cái video tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và cho em những cái comment rất là ý nghĩa và có giá trị. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị các bạn có thể nhớ vào nút đỏ đăng ký và cái hình cái chuông để chúng ta khi mà có video mới thì không cần phải tìm kiếm ha, nó sẽ hiện lên thiết bị của anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.